Nghe chưa? Dạ nổ rồi, bạn trai lý tưởng của em là không có hấu. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam rồi. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả. Chào xin bạn. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Tuyết Trinh, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm về công tác quản lý xây dựng và môi trường tại Ủy ban xã Hội Nghĩa của tỉnh Bình Dương. Quê em ở đâu? À, dạ, em Bình Dương chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Mình xin phép chào với các bạn khán giả. Em tên Thảo. Em sống và làm việc ở Bình Dương. Chưa, chị hỏi là em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 30 tuổi. Em đang làm bên xây dựng và tham gia công tác đoàn công tác xã hội. Vậy là hợp quá rồi, bên kia cũng làm xây dựng luôn. Cụ thể làm trai làm việc gì? Dạ, em đi nhận nhà, nhận thầu đồ. À, nhận thầu luôn hả? Vậy là ngon rồi. Bên kia kiểm tra môi trường xây dựng luôn. Tức là bên này kia kiểm tra bên này đó nha. Kiểm tra môi trường xây dựng là sao em? Mấy chỗ họ xây dựng mình tới mình kiểm tra. Dạ đúng rồi. Ví dụ như nếu như mà công trình nào xây sai á, một là em xử phạt, hai là em bắt tháo dỡ. Nghe chưa? Xây sai là xử phạt, là tháo dỡ nha em. Hơi căng rồi đó. Hơi căng rồi đó nha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, dạ điểm mạnh của em là em hòa đồng. À, em biết nấu ăn. Nhưng mà nhược điểm của em á thì em nóng tính. Trời đất, em đi kiểm tra người ta mà em nóng tính không, chắc chết. Nhưng mà đối xử với người dân hiện khác chị. Khuyết điểm lớn nhất của em là bị mù đường chị. Dạ. Mặc dù em ở Bình Dương nhưng mà bỏ em ở Bình Dương này không biết đường về. Trời đất rồi. Rồi. Dạ. Bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ là em là chỉ thích hay hát, thích giao lưu công tác xã hội, đi chơi, đi công tác quần chúng. Vậy thì hai bên cũng rất là năng động đó ha. Thôi bây giờ mình vô vấn đề tình yêu đi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ mối tình thì em trải qua được một mối tình chính thức và ba mối tình phụ. Ê, một mối chính thức và ba mối phụ. Mối chính mà bao lâu em? Dạ thì trong vòng nửa năm đó chị ơi. Ít gì nữa hả? Dạ. Dạ đó lúc đó vẫn đang còn trẻ, vẫn đang còn bồn bồn cái gì. Còn ba mối tình phụ này là chưa có? Dạ chưa, mới quen một thời gian xong thấy vẫn đang còn bực chột quá. Xong rồi mình hai người tự nhiên tự chia tay nhau. Tự chia tay nhau. Rồi bên này cũng chưa có mối tình nào sâu sắc cả. Bên kia làm sao? À, dạ em cũng đã trải qua hai mối tình. À, tại vì do không hợp. Không hợp về tính cách á, quen cũng 2 năm á chị. Rồi quen 2 năm rồi mới thấy không hợp hả? Dạ, tại vì lúc đó mới phát hiện ra có nhiều thứ á chị. Nhiều như về quan điểm tình yêu với lại lối sống trong gia đình á chị. Tại vì em không thích những cái người mà nhậu nhiều. À. Dạ, với lại gia trưởng. Đó thì phải nói rõ vậy. Anh bên kia có nhậu nhiều, có gia này trưởng chắc không? Có nhậu à. Dạ có, nhưng mà em ơi bây giờ anh một tuần cho anh giao lưu với bên thợ thầy của anh được không em? Dạ không, tại vì đi làm á thì tiếp khách là chuyện phải đương nhiên rồi, nhưng mà nhậu là phải biết điểm dừng, còn giữ tỉnh táo đi về nhà. Và cái đó thì anh làm được, cái đó tuần thì anh chỉ nhậu được một lần đi tiếp xúc với thợ thầy trả công thợ. Thứ bảy chủ nhật tính tiền lương á đúng không? Dạ dạ. Yên tâm anh nhậu chừng nào anh xỉn là anh về thôi. Mà hình như tới sáng anh mới xỉn. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai lý tưởng của em là không có hói. Dưới đũa tài dữ vậy. Dạ không không gia trưởng, không lăng nhăng, không hút thuốc mà không có hói là đưa lên hàng đầu luôn vậy đó hả? Dạ không sao đâu em, có phiên huống mắc he ngăn ngừa rụng tóc và mọc tóc. Em mua này em tặng ảnh nha. Dạ. Rồi nếu như anh bị hói rồi còn gì nữa không? Dạ mắc mới gì ta hói không thích. Dạ, dạ không không, như cỡ nhanh lên là được rồi. Ủa anh có hói hả? Hơi hơi ảnh hơi hơn anh mắc. Kỳ quá mấy cô, sao bởi là tôi nghe hói tôi khó chịu rồi đó. Hói thông minh nha, dễ thương là được, quan trọng cái tính thôi chứ hói đâu thua gì đâu. Không anh Quyền Linh, em đang quảng cáo cho thuốc mọc tóc luôn á. Có vậy hả? Vậy thì được, bỏ cái hói được không? Có hơi hói chút được không kìa? Dạ được. Được nha, đừng có nhắc cái hói đau lòng nhiều người lắm nha. Miễn sao ta thông minh, ta thương yêu vợ con, ta chăm sóc gia đình, người ta đem tiền ta đưa cho vợ là được rồi. Dạ đúng rồi, em thích cái đó. Đúng thích đó ha. Dạ. Yên tâm. Hiểu rồi ha. Dạ. Hiểu chưa? Chắc chị hơi bệnh coi á chị. Thì biết cái hói rồi coi gì nữa. Còn có tiêu chuẩn gì nữa khác nữa không? Bạn trai về luôn à. Dạ, thì mẫu bạn trai lý tưởng của em là giống như sếp em hiện giờ vậy chị. Sếp em sao? Là một người của gia đình,
ngày cuối tuần là lúc nào cũng dành riêng chở vợ con đi chơi hết á. Thằng trai ngon lắm à. Dạ chị. Ngon không? Ngon. Dạ, cái hói này cũng ngon à. Này cũng cỡ sân bay Long Thành rồi đó, chuẩn bị hầu xây dựng nha, hàng chi nắng gió dữ ha, dầm xương được. Ờ, ta chắc miễn có tiền là được rồi hả? Rắn rỏi. Rồi bây giờ làm xây dựng mà mình có xây cho mình căn nào chưa? Dạ giờ đang kiếm người để xây, giờ em xây mình cực quá. À, xây mình cực quá, sáng mai coi hả? Dạ. Kỳ vậy, thở thiền đâu? Thở nhiều. Dạ thở nhiều lắm. Xây là dạ. Có nhà. Mà có đất đai gì chưa? Dạ giờ nếu mà về bên đàn gái muốn ở đi thì có nhà xây ở riêng. À còn mà hiện tại là đang ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ em đang ở chung với ba mẹ. À vậy là cũng muốn ở làm dâu thì làm dâu, còn không thì ra ngoài cũng được đúng không? Tường sắp sửa xây nhà, qua coi xây phụ nha, xây giùm nha. Dạ được luôn. Dạ được luôn. Nhưng mà em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ cũng cao vừa vừa, tại mình cũng cao đó, đen vừa vừa cũng được. Đen vừa vừa. Đòi hỏi gì không? Tính cách con người sao? Đơn giản dạ, thì vui vẻ hòa đồng thì biết chăm lo cho gia đình vậy đó. Không có đua đòi với bạn bè là được. Rồi, mốt làm về tiền bạc kinh tế trong gia đình ai quản lý? Dạ thì em đưa hết cho bên kia, bên vợ em không giữ. Rồi được, hợp lý, gả luôn. Đừng làm eo làm sách gì nữa em. Công việc ổn định, nhà cửa rồi ngon lành được rồi. Hai người này hợp đó nha. Người kiểm tra, người đi làm. Vừa kiểm tra công việc và vừa kiểm tra con người luôn đó. Bên đây cũng cao ráo, vừa đúng chuẩn bạn trai luôn đó. Rồi hôm nay mình đi có người thân đi theo không em? Dạ, em có đi với hai bạn thân Chí Cốt, chơi từ nhỏ luôn. Chí Cốt luôn dạ, ha. Giờ rồi. Làm chung luôn. Chào hai bạn Chí Cốt. Xin chào anh Quyền Linh ạ, xin chào chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em là bạn kia của Trinh. Bạn Trinh thì rất là dễ thương, thoải mái, tính tình thì vui vẻ lắm. Đối với bạn bè thì chơi hết mình luôn. Nói chung là nếu mà ai mà được làm bạn trai của bạn Trinh thì chắc là cười suốt ngày ạ. Theo cảm nhận của em thì anh trai bên đây hiền nè, có công việc ổn định nè, chín chắn nữa nè, khá hợp với bạn Trinh đó. Cảm ơn em. Quan trọng là cái chỗ ổn định, chín chắn. Rồi bạn trai, hôm nay mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với chị dâu, với anh của em. Dạ, chào cô. Hèn chi nãy nghe bên đây nói không có hói, cái thấy cô cười nghiêng ngả luôn. Trời ơi, thì ra đó, em chào bác gái đi kìa. Dạ, con chào cô. Chào anh Hoàng Linh với chị Cát Tường. Thì hôm nay thì tới đây thì thấy cháu thì bác cũng dễ thương, một gái. Được. Cảm ơn cô. Tôi cũng muốn là hai đứa nha, cũng con cũng lớn rồi, cho nó thành vợ thành chồng cho nó khỏe nè mà. Như đó. Nãy dưới mẹ với chị cười ngã nghiêng khúc mà em đoạn hói cái là cười bịt miệng. Đừng có nhắc cái chữ hói nữa nha, tôi không thích cái chữ đó nha. Ta hiền là được rồi. Người ta hiền, người ta có tâm tính tốt là được rồi, hói. Bây giờ kéo màn lên đi ha, để em cảm nhận nha. Kéo màn. Ráng nhà Thảo. Anh có cái quà tặng em. Em cảm nhận với anh như thế nào? Dạ nếu mới ban đầu thì em thấy anh hiền. Hiền thiệt mà. Cười hoài. Cười là mắc cười vụ hói đó, hiểu không? Thôi tại anh Đường Linh cứ nhìn cũng hoài nhất được. Cô thái độ cái chuyện vụ này sao nè? Dạ cũng được. Anh thấy em sao? Thì anh thấy em nói chuyện thấy dễ thương, thấy em cũng cao, chuyện nào cũng hợp với anh đó. Hai bạn ở Bình Dương mà gần nhau không? Em ở đâu ta? Em ở xã Hội Nghĩa của huyện Tân Quyên á, thị xã Tân Quyên. Rồi anh ở Bộ Bàn, huyện mới tách của Bến Cát. Gần á anh? Gần á, mấy chục cây á. 4-50 cây đó, cũng gần lắm á. Không, đi họp, bây giờ ở bên đó cũng gặp nhau sao? Đã đến đây với nhau thì em sẽ qua cái đó thì không ngại đường xa chị. Đúng bây rồi. Giờ là mình công tác đoàn mình thoải mái, mình đứng lên biểu diễn tặng cô ấy một tiết mục liền. Dạ. Đứng lên biểu diễn coi như mình làm đoàn đi, đây là các em thiếu nhi đi. Dạ bây giờ thì em xin hát tặng bạn và tặng viên khán giả bài hát Cưới Vợ Mực Dường đi. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà này ha, biểu diễn cho cô ấy coi. Bữa nay quan trọng là cô ấy nè, biểu diễn trước mặt cô ấy. Nào, bắt đầu. Từ chốn đô thành ảnh xuôi về sớm nhỏ, tìm vợ miệt vườn nơi sông nước miền Tây. Mênh mông trên chuyến xe đò, đi qua bao phà bắc, qua ruộng đồng mênh mông. Anh xuống xe đò xuôi ghé về xóm nhỏ, tìm vợ miệt vườn nơi sông nước miền Tây. Rung quá. Trời ơi, vậy nó làm đoàn. Dạ không. Dạ không, tự nhiên hát tự nhiên nó lên rung quá anh. Anh biết tại sao rung không? Dạ thì gặp nửa bên kia. Nửa bên kia.
Bây giờ hai người nắm tay nhau cảm nhận về tình yêu xíu nè. Nắm hai tay luôn thế nào? Dạ nóng. Kệ nắm đi, cảm nhận khoảng 30 giây để coi luồng điện nó có chạm vào nhau. Cái này là tôi kiểm tra. Nhìn nhau nha, kiểm tra về luồng điện đó. Nào nắm tay nhìn nhau sâu lắng chút xíu, xem điện nó qua thế nào. 220, 210 hay 306 điện gì đó. Em thấy nóng nóng rồi anh Quỳnh lên đây. Nóng chưa? Dạ nóng nóng đó. Bây giờ chúng ta nói mỗi người một câu gì đó với nhau đi. Em thấy mình lên đây rồi mình sẽ cho nhau cơ hội đúng không? Rồi mình sẽ bước tiếp con đường tiếp theo. Dạ. Rồi về chỗ đi. Lên ra. Nói cái gì mà nghe dạ ngọt xớt vậy? Dạ. Anh nghe không? Đang dụ. Dụ. Nhỏ cho tôi nghe. Được. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Đặt tay vào nút bấm đi bạn trai. Một, hai, ba. Hết thời gian. Bây giờ chúng ta chính thức nắm tay nhau rồi đấy. Chứ hồi nãy là mới cảm nhận thôi. Hai bạn là những con người cũng rất là hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai. Đây là cặp đôi mà em thấy rất là đẹp đôi, rất là xứng đôi, vừa lứa. Nó hợp về ngành nghề nữa. Một người làm, một người kiểm tra. Chắc chắn khi có quay kiểm tra thì chắc không đến nỗi đập đi xây dựng lại đâu. Cô thấy xứng không cô? Dạ, cặp đôi này xứng chắc là nhanh nhận thiệp cưới đây cô ha. Gì, cái gì quên rồi? Ok. Trời ơi. Thấy dễ thương lắm nha. Kêu hôn cái chàng trai vừa nãy luôn đó. Rồi gửi tặng hai bạn. Đây là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc gửi tặng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng để các bạn có những thời gian lãng mạn bên nhau. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn, sản phẩm Pura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty BBK. Và đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Đây là một món quà của Hưng Phát USA. Đây là một cặp nhẫn cưới của Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Nhưng các bạn tiến tới hôn nhân, các bạn mới được nhận nó. Rồi, chúc mừng hai bạn. Cảm ơn Lưu Linh, Lưu Tiểu Cường. Anh Phép cảm ơn chương trình đã tạo cái sân chơi cho chúng em để quen biết và giao lưu với nhau. Bây giờ là nắm tay luôn, không có buông ra nhé. Nắm tay về xây nhà luôn đi. Xây lẹ lẹ còn qua xây nhà giùm tôi nữa đó. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời quý vị. Hả Mang. Khi mà em ngủ chung với người kế bên thì em hay mân mê với cụ chảo người kế bên á. Cao cỡ 1m55 trở lên. Anh ơi, 1m50 thôi anh ơi. Ừ, vậy cũng được em ơi, dễ lắm. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn bên kia nghe luôn. Dạ, em tên là Lê Trần Quốc Thới, nghề nghiệp là y sĩ. Nhiêu em tuổi Thới? Sinh năm 90. Sinh năm 90 hả Thới? Dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Mỹ Hiền, em tuổi Ngựa, mệnh Hổ, cung Thiên Bình, năm nay 27 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Tây Ninh. Em có một cái shop mỹ phẩm tên Mỹ Store ở đường Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 ở Tây Ninh đó phải không? Dạ, đúng rồi. Các bạn thấy lạ không? Hai người này ở rất gần với nhau nha, mà các bạn không quen biết với nhau. Đây là cái duyên mà các bạn gặp nhau. Biết đâu mình phát hiện ra bà con. Rồi, hai bạn bằng tuổi nhau luôn. Dạ. Hay quá, hai con ngựa là chạy. Dạ, ai hỏi đi, hai người hỏi nhau đi. Nhà em ở đâu em? Anh ở huyện Hòa Thành á. Dạ, em ở Châu Thành anh ơi. À, vậy là dạ, không có bà con rồi. Em nhớ bạn gái với tên gì không? Dạ tên Quyền. Dạ em tên Hiền. Hiền. Dạ. Dạ lỗi anh. Ưu điểm của em là gì em? Dạ ưu điểm của em là nhanh nhẹn, nhiệt tình. Khi mà em làm một cái việc gì đó thì em muốn là sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất. Và cái nhược điểm của em á thì không có tính kiên trì hay do dự. Ví dụ như là em đang trong một cái mối quan hệ tìm hiểu với một bạn nam nào đó mà em lại thích cái người bạn nam đó hơn thì em sẽ chủ động nhắn tin rủ cà phê hẹn hò gì đó. Và em nghĩ là em sẽ tỏ tình, nhưng mà tới lúc mà gặp nhau rồi thì em lại do dự, em lại suy nghĩ lại
không có thực hiện như là cái suy nghĩ ban đầu của mình. Anh thì ưu điểm của anh là anh biết nấu ăn, tham gia các công tác xã hội. Còn khuyết điểm của anh là khi mà nóng giận thì anh không có kiềm chế được, mà anh là hay biểu hiện ra ngoài khuôn mặt của mình. Lúc chích người ta rồi tức giận rồi sao? Dạ lúc chích thì đâu có tức giận được. Tác phong của ngành y thì mình cũng phải bình tĩnh. Cái làm sao phải kiềm chế cảm xúc của mình. Cho em hỏi là đỉnh cao của cái sự nóng giận của anh là nó tới đâu anh? Khuôn mặt nó hầm hầm với hay lằn nhằn thôi. Từ trước tới giờ cái đỉnh cao mà ví dụ như là anh đập đồ hay là anh như thế nào anh? Chưa bao giờ anh đập đồ em ơi. Dạ. Đỉnh anh còn thấp. Còn bạn gái thì sao? Em có tật là khi mà em ngủ chung với người kế bên thì em hay mân mê cái cùi chỏ người kế bên á. Ủa mà nói vậy em ngủ với ai? Mân mê cùi chỏ hả? Em ngủ với em gái của em hay thường hay nó lại rất là cáu với em cái vấn đề đó. Có khi nào nó giật chỏ em chưa? Có, nhưng mà xong rồi em cũng quay lại em vẫn làm. Có cái gì ở cái cùi chỏ này mà em mê? Không biết, em đam mê. Đam mê luôn hả? Linh, anh Linh cho bạn trai cho mượn cái cùi chỏ thử. Bây giờ em mân mê cùi chỏ thì cảm nhận thế nào nha? Mượn cái cùi chỏ coi sao mà mân mê đi nha. Em thử mân mê cùi chỏ của anh thử coi sao em. Làm luôn hả anh? Thiệt, của anh á. Nói gì vậy anh? Đó. Được không em? Được không? Em có cảm nhận gì không? Dạ, thấy đầy đặn á. Đầy lắm. Bạn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn đó vui vẻ, hiền và chung thủy. Dáng thì cũng đừng ốm quá. Vậy là được rồi. Nhưng thì mình... em ốm em muốn tìm những người ốm đúng không? Dạ không, em cũng đúng rồi. Em hơi ốm nên em sẽ tìm những người ốm với em để cho hợp. Cái điều gì em không dạ thích? Thì bạn đó thì cao cỡ 1m55 trở lên rồi. Anh ơi, 1m50 thôi anh ơi. Ừ vậy cũng được em ơi, kệ nó. Mẫu người bạn trai của em á, cao 1m65 trở lên. Giang âm có cùng chung sở thích là đi du lịch chung với em. Chín chắn và có cái định hướng cho tương lai của mình. Đặc biệt là nếu mà bạn đó thích nuôi chó thì càng tốt. Tại em thích cái người nuôi chó rồi biết quan tâm chăm sóc người khác. Nuôi chó với liên quan chăm sóc người khác nó không có liên quan gì với nhau hết trơn á. Khi mình nuôi chó thì mình sẽ quan tâm tới con chó chị. Mình mua đồ ăn cho nó rồi đó. Cho chó ăn cho người em luôn đúng không? Mình có trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình cách đây 3 năm và kéo dài trong 1 năm. Tôi coi cái anh bên kia coi làm sao. Nên tiêu chuẩn bên này đưa ra đạt được bao nhiêu phần trăm em trai? À, chắc trên cũng trên 50 quá. Chào chị. Có chơi thể thao gì không? Dạ cũng có. Chơi môn gì? À, em hiện tại đang tập gym để cho giảm cân. Bây giờ mình được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì nếu cả hai hợp nhau thì do hai bên gia đình nếu đồng ý thì có thể sớm nhất là 6 tháng. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ thì em cũng đang cố gắng để đi làm. Hiện tại em kết hợp công việc làm thi là trình dược viên và đang học lên lớp cử nhân y tế công cộng của Đại học Trà Vinh. Cũng được ha. Mình có phải làm dâu không em? Thì bạn nữ thôi, bạn nữ muốn làm dâu thì làm. Còn nếu không muốn thì có thể hai người ra ngoài cố gắng làm để ra ngoài sinh sống. Có định hướng rõ ràng. Mình có yêu cầu gì hay mình không có điểm nào mình không thích ở người bạn gái không? Thì em chỉ không thích bạn gái là đừng có hay ghen được rồi. Em hay lăng nhăng lắm. Dạ không có lăng nhăng, công việc của em là sẽ đi làm tiếp xúc với bệnh nhân nhiều. Sao em được vậy không em? Em có ghen lắm không? Em không phải là người hay ghen. Em có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình hả? Dạ thì quen lúc em nhập ngũ và khi em xuất ngũ thì em chia tay. À lúc đi bộ đội đó hả? Dạ đúng rồi. Để anh xem bên bạn gái thế nào nha. Em chào anh. Bạn gái dễ thương quá. Bây giờ em cảm nhận chàng trai bên kia là người như thế nào? Em cảm nhận là anh đó điềm đạm nhưng mà cũng có vui tính. Em không thích điều gì ở người đàn ông nhất? Lăng nhăng gia trưởng và thường hay là nói nhiều hơn là làm. Bên đây hơi càm ràm chút xíu đó. Dạ tất càm ràm theo cái hướng tích cực thì ok. Còn càm ràm hoài cũng mệt đúng không? Dạ chắc em trị được cái bệnh càm ràm. Rồi chút xíu mình gặp coi mình trị được không nha. Dạ hôm nay mình đi có người thân không em? Dạ hôm nay em đi với lại ba em với lại em gái, em rể của em là bạn của em nữa. Dạ chào bác ạ. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tiền. Con tôi á từ thuở nhỏ gì là tính tình đúng là tên hiền là cũng hiền thật sự, mà cũng có cái cũng quyết đoán dữ lắm. Tôi cũng nhận xét về bạn của Hiền hôm nay gặp đây nè, phải nói là nhìn vô là biết thông minh dễ thương, nhìn có cái hậu nữa. Rồi thì tôi cũng mong rằng là hai đứa được hợp tác với nhau, gặp được với nhau được là đó một cái duyên nó đến với nhau. Quan trọng là hai đứa cố gắng tìm hiểu nhau, nếu được là tiến tới hôn nhân. Tôi rất là mừng, tôi rất là ủng hộ 100%. Trời ơi, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con thì cũng cảm ơn bác đã cho con cơ hội được tìm hiểu Hiền. Thì con cũng sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho Hiền nếu mà tiến tới. Bác sẽ mong con điều đó. Anh trai, mình đi với ai? Dạ, em đi với dì và Dượng ạ. Xin chào anh Huỳnh Linh, xin chào các đường. Cháu Thái ở nhà thì cũng
hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, đặc biệt là nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cháu gái kế bên thì diện sáu thấy cũng hiền, dễ thương. Nói chung là diện sáu muốn hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm và tiến tới xa hơn nữa. Như vậy là hôm nay có hai gia đình hai bên mà gọi là cấp cao đó nha. Dạ. Cũng đồng ý ủng rồi. Hỗ trơn trọi rồi ha. Quá rồi. Quan trọng là hai đứa tìm hiểu nhau thôi. Rồi kéo màn lên. Kéo màn. Mời các bạn. Em chào anh ạ. Đây là món quà hậu điệp thắt dây tự tay anh làm tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Bạn trai hát tặng bạn gái một đoạn đi cho lấy không khí nào. Bắt đầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh. Bằng lòng đi em, anh sẽ đưa về. Cùng nhau đi đến bên bờ. Bằng lòng em nhé. Bạn gái đáp lại liền. Nếu đã yêu nhau đến cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hời. Để lại một đời vấn vương, cả một vùng nhớ thương. Hay quá. Thẳng quà gì đây? Quà gì hình trái tim vậy? Dạ. Quà. Ủa này em tự làm hả? Dạ. Mấy em tự thắt. Mất bao lâu em? Dạ thì cũng mất có 2 tuần rồi chị. Hả? Vậy là mỗi ngày ngồi đang chút xíu vậy dạ, hả? Dạ tại công việc của em thì về thì những khi rảnh em mới có thể làm được. 2 tuần nữa nha em. Dạ. Về để đầu giường đi em. Qua đây. Vậy sao đưa cái cụ chỏ cho coi coi. Ôi nãy cảm nhận rồi chị. Không, nãy lộn rồi, nãy cái áo màu xanh, nãy áo màu đen. Vậy nãy thấy áo luôn rồi nè. Rồi đi em. Rồi cho nào đã thôi. Gu lạ không? Dạ lạ. Lạ ha. Rồi giờ hai bạn tâm sự với nhau đi. Em có cảm nhận gì anh như thế nào khi lần đầu gặp anh? Em thấy anh là người hoạt bát, vui vẻ, hiền. Em cũng thích là cái kiểu người như vậy. Em có hay tham gia các chương trình công tác xã hội hay thiện nguyện gì không? Thiện nguyện thì em thích tham gia, nhưng mà do cái hiện tại á, cái tính chất công việc của em á, thì em không có thể đi ra ngoài được. Em nghe nói là anh tập gym mà anh tập ở phòng nào mà em thấy anh chưa có được gọi không ạ? Anh hiện tại là anh tập gym ở phòng gym Mỹ Thuận ở gần cửa 4 Tòa Thánh á. Tập nhưng mà thời gian cũng phải đi làm với hay đi thiện nguyện nên cũng chưa xuống được nhiều. Anh sẽ cố gắng xuống nữa. Chắc sau chương trình này mình sẽ đi tập gym chung nhau. Rồi quyết định vậy đi. Tại em buổi sáng của em là em tập aerobic ở ngay chỗ gần công viên Hòa Thành. À anh biết rồi. Anh này anh nhảy aerobic chắc anh bị lên máu rồi. Dạ không, em có thể theo gym được rồi chị. Theo em thì có thể là bao lâu mình có thể em cưới được? Em nếu thì em không nhau. Có đặt qua cái khoảng thời gian nào hết. Chỉ có thấy là hợp nhau thì mình tự bàn bạc với nhau là mình tiến tới thôi. Rồi em thích sinh bé trai hay bé gái? Em là thích tự nhiên, trời cho gì thì mình nhận đó. Đứa nào cũng là con mà. Dạ. Đến với chương trình này thì anh cũng chỉ mong là chúng ta cho nhau một cơ hội hợp nhau thì chúng ta sẽ thể có thể tiến tới được xa hơn nữa. Dạ, em đồng ý với ý định của anh. Trời ơi, gọn nha. Dạo này ông Mai bà mối có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản quá. Nói chung quá. Là chúng ta thấy hợp đầu tiên là được rồi. Chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ nha. Các bạn nhớ bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân nhé. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Xứng đôi nha, giảm 5kg nữa nha em. Hôm nay có ba đi rồi có dượng gì đi nữa là quá hợp lý rồi. Hôn cái hôn đầu tiên đi các bạn. Ba cười là xin ba đi. Xin ba kìa. Xin ba. Trời ơi. Dạ bác cháu có thể cho con xin phép không bằng hàng được không ạ? Bác cho tôi luôn tới. Con dẫn đi xem phim đi ha. Rồi hôn nhau nhiều nữa, tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa. Chúc các bạn sẽ có một không gian rất lãng mạn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn đó là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Đây là một món quà mà các bạn khi nào kết hôn thì mới được nhận. Đó là món quà một cặp nhẫn cưới của Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Hãy cố gắng lấy được cặp nhẫn này. Hãy cố gắng nha. Gửi tặng hai bạn. Đây là sản phẩm Pura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty BBK. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng dành cho hai bạn. Rồi, cảm ơn. Ha.
nắm tay nhau, không phải vì bao nhiêu đó quà mà buông tay nhau ra đâu. Con cũng mong bác trai là từ đây cho hai đứa con tìm hiểu nhau để có thể sớm nhất tiến tới được kết quả hạnh phúc. Con cảm ơn bác trai. Rồi cái bàn trước mặt luôn, ghế trước mặt luôn, ngồi vào. Xích vào đây chút xíu. Ok. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Rồi ngồi xích vào ghế chút xíu đi cưng. Thấy ánh sáng dễ chịu rồi ha. Dạ. Hít thở một cái cho nó ngon lành coi nè. Rồi bây giờ em trai sẽ giới thiệu trước về những thông tin của mình. Dạ em chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Ừ. Dạ em tên là Lưu Quế Sung. Năm nay là 32 tuổi. Rồi. Dạ hiện tại thì em đang quản lý nhà trọ. Wow. Dạ. Mấy cái? Khoảng hiện tại là còn khoảng 40 phòng. 40 phòng? Trời ơi, nhà trọ của ai vậy? Có một căn thì nhà của gia đình, còn những căn khác thì em thuê rồi em cho thuê lại. À, có nghĩa là 40 phòng nhưng mà nó có mấy căn? Dạ hiện tại là khoảng 6 căn. 6 căn nhà. Trời, có tầm nhìn chiến lược ghê. Mình mướn cái nhà xong mình chia phòng ra mình cho thuê. Có lời. Làm công việc này lâu chưa? Dạ em làm được 4 năm từ khi gia đình em đi định cư là em bắt đầu làm công việc này. À, gia đình đi định cư rồi. Rồi sao em không đi định cư gia đình luôn? Dạ thì em bị là vấn đề em bị kẹt lại vấn đề quá tuổi. À, rồi giờ có đang làm giấy tờ bảo lãnh đi gì không? Dạ hiện tại thì giấy tờ đã nộp rồi, giờ khoảng chừng là dự kiến khoảng 1.5 tới 2 năm là đi. Rồi giờ thí dụ giờ lấy vợ thì sao? Có dạ, kẹt lại nữa không? Dạ lấy vợ thì sau này bảo lãnh cái diện F2A nó cũng nhanh. Có nghĩa là giờ nếu mà có lấy vợ thì là coi như 5.5 nữa em cũng đi trước cái đã. Rồi em mới bảo lãnh vợ em sao? Ồ, chứ giờ không có bổ sung tên vợ em vô trong hồ sơ bảo lãnh dạ gì không, nữa. Dạ không, tại vì em đi diện F2B là diện độc thân. À, nếu mà lập gia đình thì lâu hơn là nó sẽ trì trệ hơn dạ. Nữa, hiểu không? À hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ vợ em không chịu cho em đi trước. Một hai đứa ở đây còn hai đứa cùng đi rồi em có chịu đổi diện không? Mà đi qua đó trước xong rồi mình kết hôn. Mình có lấy thẻ xanh cái đã rồi mình kết hôn thì cái đó đi. Nhưng mà em đi cái dạng này vừa qua tới bên đó là có thẻ xanh liền. Dạ đúng rồi, khoảng 2 tuần là có thẻ xanh. 2 tuần có thẻ xanh liền xong rồi về mình đi trở về lại mình kết hôn. Dạ đúng rồi. Thì trong có 1.5 tới 2 năm là đi thôi. Dạ đúng rồi. Rồi hiểu rồi, ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu. Mời em giới thiệu. Rồi. Chào tất cả mọi người. Em là Uyên. Em muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn. Gấp hôn. Dạ cũng khá khá. 3-4 năm nữa mới lấy được không? Dạ thì cái đó để tí em sẽ trao đổi với bạn. Tại vì chỉ tính sơ sơ tính dốt dốt thôi nè. 1.5 năm nữa ông mới đi. Mà nói gì chỉ biết có chắc 1.5 năm không. Nhiều khi là 2 năm. 2 năm rồi qua bển á. Rồi đi về lại bảo lãnh em. 1.5 năm nữa là 2 năm nữa là phải 3-4 năm. Em chờ chồng 32 năm rồi. Thì em chờ thêm 3-4 năm nữa không sao. Chốt câu này được. Giới thiệu tiếp. Rồi gì nữa nè. Dạ quê em ở Quảng Nam. Nhưng mà gia đình em sống ở Hồ Chí Minh là 25 năm. Em đang làm công việc gì? À em làm nhân viên văn phòng. Giờ hiện tại em ở có mình à hả? Dạ em ở một mình. Ờ ở một mình quản lý 6 cái nhà trọ. Ổn không? Ổn không? Em về có gì nếu em về quản lý phụ. Đi thu tiền phụ thôi được rồi, không cần quản lý. Dạ em rồi. Xài tiền phụ được chị. Xài tiền phụ được ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em thì đầu tiên là phải kể đến là cái sự kiên trì. Khoảng 4 năm nay em từ mức thu nhập mà 4 triệu thì có thể tạo nên được như vậy. Nó là mức kiên trì. Rồi em có cái nữa là thật thà. Ưu điểm của em thì em là không hút thuốc cờ bạc cầu chè. Thì cũng có nhiều người nói em một con trai mà không hút thuốc cờ bạc cầu chè thì sao lận trai được, không có trong đó. Thì em cũng nói hẳn thì con trai thì em vẫn thích gắm giá đẹp. Còn những cái điểm yếu của em thì em có vẻ là nhiều khi hơi nóng vội khi mà quyết định một cái gì đó. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À em cũng là người khá là vui vẻ. Em có khả năng là nhớ đường, nhớ ngày sinh nhật của bạn bè, nhớ ngày cưới, nhớ đường nhớ ngày cưới của ai? Dạ tức là bạn bè em cưới ngày nào em nhớ. Rảnh quá vậy trời ơi, là trời ở không quá, cái đầu không có chuyện gì suy nghĩ, không có chuyện gì nhớ hết trời. Nhưng mà bị cái là khuyết điểm mà bù lại là khuyết điểm của em là em không biết xài Google Maps, là em nhìn đường bên trái bên phải em không phân biệt được. Dạ, nhiều chuyện thì mình sẽ mất thời gian để mình suy nghĩ và mình đưa ra quyết định nào đó. Em đứng giữa những dòng suy nghĩ thì đôi khi mình rất là dễ bị bối rối, chưa có tính quyết đoán. Dạ em thiếu hơi bị nhờ, giống như cũng gió thổi chiều nào theo chiều nấy đó. Ví dụ dạ. Bạn nó kêu vậy vậy cái người gặp bạn khác kêu vậy vậy có nghĩa là mình hơi bị hoang mang trước những cái dạ. Sự chọn lựa, những cái thông tin, đúng không? Đúng rồi chị. Bạn em nhiều khi cũng nói em mà lật mà con hơi bánh toán mãi đó. Dạ đó, hiểu rồi đó. Tình trường em sao? Hồi em đi học thì em có biết một bạn lớn tuổi hơn em, nhưng mà về sau rồi thì em rất là thích bạn đó, nhưng mà em biết là về sau em biết bạn đó có bạn gái rồi thì thôi em cũng không có nói, nhưng mà em nghĩ là bạn đó biết điều đó. Thì bây giờ bạn đó có vợ có con và ở nước ngoài rồi.
coi như là mười mấy năm nay là hả, em là hội trưởng hội độc thân đó. Ủa vậy rồi là cái mối tình đó là cuối cùng có quen không, có yêu không? Dạ nó chỉ có lẽ là chỉ là tình đơn phương thôi chị. Rồi coi như là mấy chục năm là chưa có một mối tình nào hết. Dạ từ năm em 19 tuổi đến bây giờ em 32 là 13 năm rồi. Nguyên nhân gì mà trung trinh tiết liệt quá vậy? Em nghĩ là tại vì em có là không có duyên. Nhìn em gặp người lạ là em rất là im lặng, em không có nói và khuôn mặt em rất là nghiêm. Mình biết vậy sao mình không cải thiện gương mặt mình chút đi? Biết khuyết điểm là mình phải cải thiện, nhưng mà chị cũng đang ngạc nhiên thắc mắc, cũng mọi thứ tướng tá rồi mặt cũng ok duyên dáng mà sao lại không có mối tình? Có ai vệ tinh đeo đuổi hay có ai đã tỏ tình với mình mà tại không phải gu mình nên mình từ chối không? Dạ không luôn chị. Không luôn vậy? Không luôn vậy? Không một dạ, ai xuất hiện xung quanh? Dạ nói chung là em sống một cuộc đời bình lặng mà như mà mặt hồ mùa thu vậy đó chị. Buồn không em? Hỏi thiệt buồn không em? Cũng thỉnh thoảng em cũng hơi buồn, nhưng mà thôi nhiều khi em nghĩ là mình có sức khỏe, có gia đình thì nó cũng may mắn hơn. Nhưng mà vẫn khao khát. Nãy nói nhiều tuổi, 29 hả? Em 32, tại... 32 cái xuân xanh! Sao em? Nghe chia sẻ của cô đó, trước tiên cái cảm xúc, cái cảm nhận của em giờ phút này như thế nào? Dạ thì em thấy thì nó cũng là lạ. Tại vì 32 tuổi mà ít nhất thì cũng phải có người theo đuổi cái gì đó đó. Dạ. Cô này mới bị, cô bị lời nguyền gì rồi? Bị lời nguyền gì rồi? Thôi còn tình trường của em? Thì em thì đếm không hết. Cái mối tình gần đây nhất cuối cùng á là từ bao lâu rồi? Đây nhất thì chỉ là cũng là gọi là tìm hiểu thôi, chứ chưa gọi là quen. Mà sao tìm hiểu mà không hiểu? Dạ thì tìm hiểu thấy hai đứa không hợp thì rút sớm, chứ để lâu rồi tốn thời gian. Em muốn mong muốn một cái người bạn trai mình, cái mẫu người như thế nào? Cao khoảng tầm 1m65 trở lên, người đầy đặn một tí. Và em hơi cao á, em cao mét mấy? Em 161cm. Em được cao được nhiêu? Chắc 1m64 quá. Tại thấy em cao hơn, tại con gái mình lại cao lén nữa. Muốn người bạn trai sao nữa? À, em muốn bạn là người không có tính cằn nhằn, không có lăng nhăng, và là người quyết đoán để trị cái bệnh ba phải của em. Ừ, đúng rồi, trong cuộc sống đôi lúc mình cũng phải có cái lập trường chút. Có điều gì em không thích ở người bạn trai, người chồng tương lai? Em không thích một bạn sống mà quá phụ thuộc vào bia rượu. Ừ, đây không bia rượu, không thuốc lá, không gì hết. Thì hôm nay em có một món quà hơi đặc biệt cho bạn. Chút xíu tặng đó phải không? Rồi. Còn em? Nếu mà quan điểm mà xưa thì em mong muốn là bạn gái là phải biết nấu ăn, nội trợ. Nhưng mà bây giờ thì em không cần nữa. Nếu mà mình mong muốn như vậy á, mình phải làm được cái đã. Rồi mình hãy là mong muốn điều đó. Rồi giờ thì em đã có như là nội trợ, nấu ăn, đi chợ em đã làm được rồi. Bạn gái không biết thì em hoàn toàn có hướng dẫn hết. Hay quá, thấy không? Mới có 4 năm mà suy nghĩ người ta chín chắn và thay đổi. Bởi vì trong mỗi giai đoạn thời gian của cuộc đời người, mình sẽ có những cái suy nghĩ và cái quan niệm khác nhau. Cho nên tất cả mọi thứ không có gì là mãi mãi. Hiện tại thì em chỉ mong muốn là một người là gọi là đồng tư duy với mình thôi. Bản thân là từ trước giờ em vẫn là thích kinh doanh, nên là em mong muốn là bạn gái là vẫn là gọi là yêu thích kinh doanh. Rồi, đâu, xem coi hình hai bạn coi nè. Em có hình ảnh gì không cho chị coi coi? Ờ, cái hình kia thì chụp 20 năm về trước. Còn cái nào, hình kia... 20 năm về trước, ấy hả? Dạ. Trời đất ơi. Hình rồi, kia thì mới hồi năm ngoái. Nhưng thôi. Nhưng mà cái này phải 20 năm về trước. Ủa, trong đây có luôn không? Có luôn. Ờ, đó, 20 năm về trước và 20 năm về sau, lựa một anh. Về đâu? Ờ, dễ chọn, dễ nhìn nè. Đó, lựa đi. Đâu, anh nào mà 20 năm về trước và 20 năm về sau, hai anh này đều có trong hai tấm hình nha. À, để em suy nghĩ ra là khuôn mặt bạn này là giống nhau nhất đó chị. Hả? Hai bạn này có cùng một khuôn mặt à? Còn anh này thì chắc là không phải. Bây giờ chọn anh nào? Anh đeo mắt kính á. Anh đeo mắt kính, đấy hả? Dạ. Anh này. Dạ em nghĩ là bạn nữ đeo kính này nè. Tại sao em lại chọn bạn đeo kính? Tại vì hai hình này nó giống nhau. Xin mời hai bạn hướng mắt về trái tim để xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha. Sai, dạ. Em sao sai tên? Rồi. Em sai rồi. Vì là vì anh thay đổi nhiều quá nên là em... Anh kia cũng đây. Có nè, anh kia là cái anh ngồi bên kia. Tại vì em nhìn cái khuôn mặt ở đây em không nhận ra luôn. Trời ơi, nhiều khi cuộc sống làm thay đổi vậy đó. Nhưng mà ở ngoài vẫn khác hơn, dù hai anh trong hình đó, anh ngoài này vẫn khác trong, hơn. Trong ngoài. Dạ. Ngoài ok hơn đúng không? Ngon lành hơn đúng không? Quá.
Dạ, mình xin tặng em cái món quà. Mình cái gì? Mình là ai? Mình là... À, anh xin tặng em cái món quà này. Dạ. Dạ. Cái này là do... Cũng là một câu cái câu chuyện mà do quá trình mình không biết làm gì hết trơn á. Trong 4 năm trước á, vô tình mình đọc được cuốn sách này mà nhờ cuốn sách mình là tạo nên thành công như ngày hôm nay cho mình. 4 năm trước là năm 2016 là bầu cử tổng thống Mỹ. Trước khi bầu cử tổng thống Mỹ thì mình đã biết rồi. Là trước đó là mình đã hình dung ra khi mà tranh cử mình nói là ổng sẽ là tổng thống. Con mà... người ta sắp đi nước ngoài, nói chuyện nước ngoài. Em á, tại vì cái ngày mà công bố kết quả bầu cử là hôm đó em đi làm nhưng mà em không có làm. Em mở internet ra xong rồi em theo dõi kết quả bầu cử và em theo dõi kết quả từng bang. Khi mà kết quả là Trump thắng cử em cảm thấy sung sướng lắm. Tại vì ban đầu mình cũng không biết là Trump bầu cử gì hết trơn. Mình chỉ biết là mình đọc qua sách đọc ổng làm bước đầu sản. Mình còn đang ở Việt Nam mới chế mình bàn qua tới Rê Kỳ rồi mới chế tặng qua. Dạ em xin. À em tặng anh một cái món này. Khá quà là đặc gì? Biệt. Đó đặc biệt cho tôi coi. Hơi nặng. Nặng quá. Cũng là một cuốn sách. Một cuốn sách. Anh là quê ở Sài Gòn luôn đúng không anh? Đúng rồi. Nên là em tặng anh một quyển sách từ Sài Gòn. Ủa tặng cuốn sách thì được rồi, sao tự nhiên kèm rượu bia không vô trong chồng chi nó vậy? Hai chai rượu bia trong chồng chi vậy? Tại vì anh bảo là anh không có hết rượu bia nên là em tặng anh để anh tập anh uống từ từ. Rồi đó, tao biết tặng có rượu bia. Em đoán đó chị. Đoán được luôn. Cổ tặng mấy cái chai rượu bia này toàn đồ nhẹ không à? Dạ em biết rồi. Hôm có nằm mơ có thấy ông Tơ bà Nguyệt báo tin 32 năm ngày hôm nay con gặp chị Cát Tường, được gặp anh kia. Không biết uống rượu bia tập cho ảnh nhậu xỉn đi con rồi luộc ảnh luôn đó đem ra hai chai. Trời, hay quá, chúc em thành công ngày hôm nay. Ý đồ em ghê quá, ý đồ em sâu xa. Cái lần đầu tiên tôi thấy tham gia chương trình mà tặng bạn trai bia, trời ơi cảm xúc đầu tiên khi nhìn nhau như thế nào? Dạ thì em thấy bạn nữ bên đây thì nhìn có vẻ là chững chạc. Ừ. Dạ rồi cũng từng trải. Ừ. Từng trải cuộc sống thôi chứ dạ, chưa có tình trường. Tình trường thì em chưa biết chưa được. Có dạ đúng rồi, tại vì nhiều khi qua những cái lời nói gì mình không thể nào xác định ngay lập tức đánh giá một con người được. Hay quá, không tin ai hết. Thế còn em? Khuôn mặt rất là hiền. Em thì ấn tượng với những người có khuôn mặt hiền như vậy. Tự tin tưởng. Đó là những cái cảm xúc đầu tiên có thể là nó cũng hỗ trợ nhiều cho cuộc nói chuyện của mình. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một khoảng không gian riêng 5 phút để chúng ta trò chuyện và ăn trưa cùng nhau. Rồi Tường sẽ quay trở lại. Mời món ăn. Rồi các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất ngon, nhìn trang trí rất là bắt mắt của nhà hàng An Kho nhé. Đây là món cá chẽm áp chảo dùng kèm với bắp Mỹ xào và sốt sa tế. Mời hai em ngon miệng, nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại, tự tin lên. Rồi, dạ, anh chị. Cố lên em, cố lên dạ. Em, 32 năm cơ hội một lần. Dạ. À, anh sống một mình như vậy là bình thường ở nhà ai đó ăn cho anh? Mình tự mình nấu ăn. Thật sự thì ban đầu mình nấu ăn thì thật sự là nó hơi bị dở. Thật sự là nhiều khi mình nấu món canh đó, nó như nước muối vậy đó. Dạ. Thì giờ sau này dần dần nó đỡ dần. Thì cái gì cũng vậy mà, mình làm biết thì mình quen thôi. Vậy là ngày ba cử anh đều nấu, tự nấu tự ăn ở nhà. Đúng rồi, tại vì mình thích là thích ăn ở nhà. Dạ, đúng rồi, anh cũng sở thích với em á. Tại vì em cũng thích ăn cơm nhà, em không có thích hàng quán nhiều. Dạ. Nhưng mà thường vậy là ăn chỉ có một mình thôi. Đúng rồi, mình ăn chỉ có mình nhiều khi nó cũng hơi buồn. Nếu sau này nếu có cơ hội thì em sẽ mời anh về nhà ăn cơm với má em. À. Dạ. Là anh là kinh doanh nhà trọ. Đúng rồi, chuyên kinh doanh về nhà trọ. Tại vì thì mình cũng vô tình thôi. Như mình đọc cuốn sách của ông Trump đó, thấy ổng bắt đầu đi lên cũng về mô hình, cũng có dính díu về thuê cho thuê. Vậy là bố mẹ anh là đi lâu chưa nhỉ? 4 năm rồi. Chỉ có một mình với một căn nhà rất là to và với rất là nhiều người ở trọ cùng mình. Dạ đúng rồi. Thì mình coi như là ở chung với mấy bạn trọ luôn, mình có lấy một phòng mình ở. Phòng cũng đơn giản thôi. Anh có câu hỏi nào cho em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Ở giờ tới mình hỏi là mình thấy là lạ là tại sao mà 32 năm mà thật sự là mình nghĩ là bạn phải có người theo đuổi chứ không phải không có được. Em nói thật luôn á, không ai theo đuổi em á. Em bảo em ế nhiều không tin mà. Nhưng mà sự thật là vậy đó. Thế là do mình đóng cửa quá trời người ta không có mở được. Em cũng không biết nữa, nếu mà em biết là giờ em không có ngồi đây đâu, em ngồi chỗ khác rồi. Không, nhiều khi á, mình nói hẳn chứ, nhiều khi vô đây mình tạo thêm một cái cơ hội thôi. Cũng như sao nhiều người hỏi mình, ủa sao làm phòng trọ mà bạn nữ đồ trong phòng trọ quá trời mà không có không tìm được ai hết trơn. Yeah. Thì mình vẫn tìm, nhưng mà ví dụ mình nên nay mình tạo thêm cái cơ hội nữa để mình tìm phù hợp. Cơ duyên của mỗi người nữa. Đúng rồi, nhiều khi mình nói ừ, trong cái chương trình này vài tiếng gì, mình không thể nào đánh giá được toàn bộ con người. Dạ, yeah, đúng rồi. Yeah. Mọi chuyện này phải có khởi đầu, vì có khởi đầu thì mình mới đi được. Còn nếu không có khởi đầu thì sẽ không có gì cả. Chưa ăn với nặng. Em có ăn thử rồi chị. Ngon cưng. Dạ ngon ạ. Thế bữa nay mình đến tham gia chương trình đó là mình có báo cho gia đình mình ở bên nước ngoài biết không?
Dạ thì em mới báo sáng nay. Lê Kỳ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế giờ này bên đó là mấy giờ? Buổi tối rồi mà giờ này chắc vẫn đang nhẹ. Vậy bây giờ mình gọi điện thử được không? Mình gọi cho mẹ hay cho gia đình mình có ai không? Dạ, dạ để em gọi. Rồi em gọi thử đi. Thế còn em hôm nay mình đi tham gia chương trình có người nhà đi theo không cơ? Em đi với bạn của em. Dạ. Rồi mình mời bạn em vô trò chuyện xíu luôn được không? Dạ bạn em đang đi. Rồi mời em gái nào bạn của bên họ nhà gái vô chị đi. Em tên gì? Dạ em tên An. Em tên An, còn em tên gì? Phương An ạ. Mình chơi với Uyên bao lâu rồi cưng? À, dạ 5 năm rồi. Mà hai đứa có gia đình chưa? Dạ chưa chị. Rồi vậy bữa nay đưa anh đi xong rồi đưa hai em luôn nha. Dạ. Được không? Dạ bước chân đầu tiên. Bước chân đầu tiên. Để bây giờ mình trò chuyện với gia đình bạn trai một chút xíu rồi mình sẽ nói chuyện với nhau nha. Lên tivi rồi má. Lên tivi rồi má ơi. Nói tiếng Việt. Nè. Hả? Chị Cát Tường nè. Dạ chào cô. Dạ con là Cát Tường. Rồi giờ giới thiệu cho mẹ bạn gái bên kia thử coi đi. Nói chuyện đi. Nè, là cho coi bạn gái bên kia nè. Mẹ đánh giá như thế nào đi. Vài bữa rồi đừng nói con là chọn không đúng mà chọn sao. Giờ cho mẹ chọn luôn đó. Trời ơi. Con chào bác ạ. Chào con. Dạ, con là Uyên. Bác ăn tuổi à bác? 50 rồi. Bác 50 rồi. Nghe không rõ. Bác nghe không rõ. Thôi chào vậy là được rồi. Mẹ thấy bạn đó như thế nào? Nè cho coi nè, đó đâu rồi ta, ở xoay cam phía sau nè. Con trọng được thì được. Mẹ có tiêu chuẩn gì không mẹ? Con chữ ý thì được rồi. Thôi vậy chào mẹ. Dạ rồi con chào cô nha. Rồi em ơi. Dạ dạ. Trời ơi, tại mẹ ngại ngại mà. Rồi bây giờ quay lại câu chuyện của mình nãy giờ. Thấy lắng nghe cái gặp cái buổi họp mặt ngày hôm nay, lắng nghe câu chuyện của hai bạn này thì em cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy anh này cũng hiền lành dễ thương, thì hai bạn cũng chia sẻ chung sở thích đó là tìm hiểu về cử tổng thống Mỹ ở nơi xa xôi, bạn dựng tình dương mà chịu bàn cái chuyện trước mắt thì... rồi cái chuyện mình ế 32 năm không chịu bàn là cái chuyện mà đi đứng của anh này rồi kết hôn cái đồ, thì em cảm nhận như thế nào, em có ý kiến gì không? Cái việc mà anh quyết tâm đi Mỹ á thì cũng tốt cho tương lai nữa, mà hai người mà quyết định tìm với nhau, nhưng mà em quen biết tìm hiểu thôi á, xa như vậy á, rồi anh thì đang rất là muốn đi định cư nữa. Nên là em nghĩ nó cũng ảnh hưởng đến quyết định. Thật ra từ đây tới lúc định cư còn tới 1.5 năm, 2 năm nữa lẫn. Nội vì cái yêu nhau trong đoạn đó trước đi cái đã. Còn tình yêu mà đã chín mùi rồi á, lúc đó quyết định cái gì cũng được hết trơn á. Dạ cũng đúng, nhưng mà em cũng không biết là anh kiểu như cái kế hoạch của anh là, hay là chỉ bây giờ chỉ muốn kiếm một bạn để đi qua mùa mưa trước mắt thôi, hay là cái kế hoạch lâu dài sao? Dạ nếu mà cần đi qua mùa mưa bây giờ mình nói thẳng ra là không cần lên trên đây làm chi. Ngoài kia phòng trọ này nọ nó không thiếu. Ồ đúng đó, không. Nên là tại sao mà mình trình bày rất là kỹ, mình nói ngay từ đầu để bệt nữa anh đây đồng ý hay không. Ta nghiêm túc đó. Không, giờ trước mắt hỏi thêm, hồi nữa người ta sẽ hỏi thêm. Bây giờ hai bạn có lời khuyên gì cho bạn của mình hay không đó đã? Suy nghĩ kỹ thì thí dụ là có hỏi thêm những cái gì thì hãy hỏi luôn cho chắc ăn. Chứ đừng có ba phải. Đó, đúng rồi đó, tình yêu 32 năm một lần có ba phải được đâu. Em muốn khuyên gì không? Khuyên luôn chị Uyên đi. Thì chị Uyên cứ suy nghĩ kỹ, nhưng mà không, nhiều khi không phải là cứ suy nghĩ kỹ là nó sẽ được, sẽ đúng. Chị cảm nhận như thế nào thì chị cứ làm theo cái cảm nhận của chị đúng thôi đó. Rồi cảm ơn hai bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một cái mini game nho nhỏ. Mời em gái bốc trước đi, ưu tiên. Rồi đọc lớn lên cho chị yêu cầu trong đó. Anh nặng bao nhiêu ký? 54 ký. Hơi ốm. Em bao nhiêu ký? Em hơn anh ký anh đó. Nên yêu cầu này á cũng hơi khó. Yêu cầu bạn trai thể hiện sức khỏe bằng cách bồng bạn gái đứng yên trong vòng 30 giây. Dễ mà. Quá. Thể hiện sức mạnh, miễn sao mà nhấc cô bé nó lên được trong vòng 30 giây, được không? Em cảm thấy lo lắng á, sợ. Em sợ lo quá. Lo cho người ta quá à. Không phải bạn nó lo cho bạn đó, nhờ cái bé giữa chân kia. Em nghĩ là bây giờ mình cổng thì dễ hơn á. Rồi qua, không làm gì cũng được rồi. 30 giây qua đi, tôi bấm đồng hồ canh. Đó, con ta bằng áo đầm đó, cái thế sao cho ta té chổng chọi liền. Được rồi, cẩm ẩm, cẩm, cẩm. Anh đứng ở đây nè. Đây đó, đây một. Khi mà em ráng anh đỡ em 30 giây nha. Ừ. Nếu mà anh đỡ không được là em... Té chịu đúng không? Dạ. Giờ em... Sao? Cổng là phải thùng lùm xuống chứ. Đúng là anh phải lùm xuống. Trời ơi. Rồi lấy hai cái tay ôm ra sau mông người ta. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em đang tắt thở thôi rồi đó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em cảm thấy dài tay thở. Đáng lẽ người ta phải hít lên.
Không, mà công nhận bạn nữ nặng thiệt chứ. Trời ơi, rồi lủi rủi lỡ ốm đau bệnh hoạn rồi ổng ta đi vô bệnh viện rồi sao? Thôi ráng lên để em giảm cân từ từ xuống. Không, em là không có giảm cân gì trơn. Là em cao mà. Là em tăng cân đúng không? Em tăng cân tập thể lực luôn cho nó khỏe. Móc một câu đi. Rồi, giới tính rõ ràng ghê. Học lớn rồi. Sinh nhật sắp tới của bạn gái. Bạn gái đề nghị mua tặng cho cô ấy một đôi giày trị giá 20 triệu. Bạn sẽ mua hay không, vì sao? Dạ thì em sẽ không mua. Lý do vì sao? Giải thích với bạn gái coi tại sao không mua. Lúc đó em sẽ điện thoại cho mẹ bạn gái ấy, sau rồi em hỏi là mẹ bạn gái ấy thích món gì. Xong rồi em sẽ mua món quà tặng cho mẹ của bạn gái ấy. Sao tự nhiên không tặng cho bạn gái mà tặng quà cho mẹ tại bạn gái? Tại vì theo em thấy là cái ngày sinh nhật á, cái người cái ngày mà đầu tiên là ngày vui nhất á, là ngày của mẹ, như mẹ của em vậy đó. Tại vì lúc ấy em còn nhỏ xíu, em không biết gì hết trơn á. Lúc đó là người vui sướng nhất là người mẹ em. Cái ngày đó là ngày của mẹ em. Rồi cái bạn gái em nói vậy thì anh mua đôi giày này size tặng cho mẹ em được không? Được. Nếu mà mẹ em thích em anh chấp nhận em mua. Mà tự nhiên mà nhưng mà mình quen bạn gái thì mình phải tặng quà cho bạn gái. Em lại sinh nhật bạn gái không có quà bạn gái. Quan điểm này là nhỏ lớn tôi mới nghe luôn. Tự nhiên sinh nhật bạn gái quà không mua. Mà mẹ bạn gái đi mua tặng cho mẹ bạn gái. Cái giá trị mà 20 triệu thì với một đôi giày thì em thấy nó không có đáng. Thì em phải giải thích cho bạn gái, nhưng mà giờ ta thích đôi giày đó. Em giải thích cho bạn gái hiểu là tại em không muốn tặng quà mắc tiền, hay là tại em không muốn tặng cái đôi giày. Đôi giày 20 triệu á, khi mà mình có thể là mua được 10 đôi á thì mình có thể mua được một đôi. Mà trong khi nếu mà năng lực mình một tháng mình chỉ có 20 triệu không á, thì mình lấy 20 triệu mua cái đó thì không nên. Ví dụ mình kiếm được 20 triệu thì mình có thể là mua món quà 2 triệu thì được. Cái giải thích đó nó mới hợp lý. Còn cái giải thích mà tự nhiên đi mua quà cho mẹ, tại vì sinh nhật của mẹ vui, cái đó là tào lao. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cảm xúc là do mình tự quyết định. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm thật mạnh, còn không đồng ý có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Và hai nửa trái tim đã cùng sáng đèn. Mời hai em qua bên đây. Trước tiên là nắm tay nhau đi hai bạn. Lần sau em sẽ mang giày thấp hơn. Không, em không có đâu. Em mang như vậy em vẫn thấp hơn ảnh đó. Nên cứ tự tin mang giày cao gót, không vấn đề gì. Phụ nữ mình nhìn cao lưỡng cao lén thôi. Đây nha, món quà đầu tiên chương trình dành tặng cho mình, đây là những chiếc vé xem phim. Món quà cho em làm đẹp là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc cho hai em sẽ có những cái không gian, có những cái buổi hẹn hò thật tuyệt vời. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và mọi người ơi, hôm nay thì bà Mai cũng đã thành công trong công việc mai mối của mình rồi. Chị cũng cảm nhận là bạn ấy là một người chân thành, nhưng mà chị cũng không biết là sau này sẽ như thế nào, nên là chị cứ bấm nút và cho mình một cơ hội. Ban đầu gặp thì mình nghĩ là bạn ấy thì khoảng chừng 80% là mình nghĩ bạn ấy bấm nút. Giờ muốn đến được với nhau á, đầu tiên là phải tìm hiểu trước. Nếu mà bây giờ không có cho cơ hội tìm hiểu nhau thì chắc chắn là không đến được với nhau rồi. Và bây giờ các Tường xin nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị nhé. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với các chàng trai của ngày hôm nay. Trời ơi, tươi. Rồi, hai chàng trai đã vào đúng vị trí của mình. Xin mời hai bạn nhìn thẳng về máy quay. Và bây giờ, bên đàn gái xin mời hai cô gái xinh đẹp. Rồi, vào đúng ngay vị trí của mình. Và bây giờ thì chị Tường sẽ đến với chàng trai đang ngồi ở vị trí màu đỏ. Mời em hãy giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Trang Ngọc Thiện, em năm nay 25 tuổi. Hiện tại là em quê ở Bến Tre, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên mảng thiết kế máy móc thiết bị cơ khí đó chị. Trang Ngọc Thiện. Dạ đúng rồi chị. Ủa sao tên giống tên gái vậy? Có hỏi ba mẹ sao đặt tên chữ lót là chữ Ngọc không? Cái đó là gốc miền Tây luôn chị, chứ không có like ai hết. Trời ơi, người ta thiết kế kỹ thuật đó nha. Rồi bây giờ cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ,
em giới thiệu về mình đi nè, nãy giờ cười hoài luôn. Rồi. À, dạ em chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường. Thì em tên đầy đủ là Hồ Thị Hồng Mơ. Em sinh ngày 10 tháng 1 1997. Đầu trâu đuôi chuột không có lì. Đầu trâu đuôi chuột không có lì. Hiện tại thì em đang kinh doanh tự do. Bên cạnh đó thì em có phụ trách đào tạo cho một số công ty đơn vị nhỏ về sale ạ. Ba mẹ và chị hai của em thì đều ở Vũng Tàu hết. Có em thì em tự lập ở trên này ạ. Rồi mời chàng trai ngồi ở vị trí chiếc ghế màu xanh. Mời em giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Đoàn Minh Quang, hiện tại là em đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mình sinh năm 98 và hiện đang là nhân viên sale của bất động sản. Dạ. Vậy là chắc là miệng cũng dẻo lắm phải không? Dạ. Bán đắt lắm phải không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Còn quê gốc của mình là ở đâu? Dạ quê em ở Bến Tre ạ. Bến Tre, dân miền Tây ha. Trẻ đó, chàng trai nào cũng trẻ cũng đẹp. Bên anh này cũng không có vừa vậy lắm nha chị. Hả? Bây giờ cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh, mặc chiếc áo màu đỏ nè. Em giới thiệu về mình đi. Em xin giới thiệu với mọi người là em tên Nguyễn Thị Thúy Uyên và em sinh ngày 6 tháng 10 năm 1996. Em đang làm một thiết kế trong một công ty phát triển phần mềm. Nguyên ơi, tôi từng mua bộ giặt kèm nước xả vải. Bộ giặt rửa 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Thí dụ như hôm nay chương trình mà mai mối cho em bạn trai nhỏ hơn em 2 tuổi quá, em thấy sao? Dạ tùy tính bạn thôi chị ơi, em không có quan trọng về tuổi tác. Em thì cũng giống như bạn, em cũng không quan trọng tuổi tác, chủ yếu là mình hai người tin tưởng lẫn nhau và thấu hiểu nhau là được rồi ạ. Sẵn hỏi Quang, chị hỏi luôn nha, thế thì Quang, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em thì có khả năng mà chơi thể thao, nhất là môn bóng rổ. Nấu nước được luôn. Cao 1m mấy? Dạ em cao 1m75 ạ. Wow, ngon lành, tướng tá ngon nha, đẹp trai nha, giỏi giang nha, năng động nha. Gì vậy? Chỗ đây vé vậy? Vé. Ủa ai vé? Em phải bình tĩnh chứ. Từ tiếp tục, chàng trai ghế màu xanh. Cùng với đó là về nấu nướng thì em không lo đâu, em có thể là nấu đồ ăn được. Điểm yếu em thì có một cái hơi là hơi, không biết bạn nữ thích không, thì em có tính là hơi thiếu kiên nhẫn. Thì em cũng đang cố khắc phục hết cái điểm yếu này. Quyên. Dạ. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm mạnh của em là có năng lượng tích cực đó. Em biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Dạ. Nhưng mà cái đó cũng là một phần điểm yếu của em nữa là... Là sao? Hay sáng tạo. Sáng tạo? Nấu ăn mà sáng tạo là như thế nào nhỉ? Là có nghĩa là nấu ăn đâu phải cái công thức nào nó cũng phải bắt buộc như vậy đâu. Đúng rồi. Mình phải sáng tạo hơn thì em có nấu món ăn được, món không ăn được. Món ăn được, món không ăn được. Ví dụ chứ hồi lâu là anh sáng tạo cái món mà khô mực chấm bò kho đó. Khô mực chấm bò kho đó. Anh quăng cái món đó, còn em sáng tạo món gì? Trứng chiên đậu bắp. Trứng chiên đậu bắp. Trứng chiên đậu bắp. Trứng chiên đậu bắp nha. Trứng có thể ăn chiên trứng chiên đậu bắp không? Chà, cái cặp đôi màu xanh này thấy có vẻ hợp hợp về cái vụ ăn uống nha. Người này nấu, người kia làm chuột bạch. Ở nó nghe nè, hồi đó giờ Quang có chế tạo ra món nào lạ lạ chưa? Chế biến ra món nào lạ chưa? Em nấu theo công thức ạ. Giờ kiểu như em nấu món đào ra em ăn cũng thấy ngon á, mà em kêu em của em rồi chị hai của em ăn á, không chịu ăn. Không chịu ăn. Em cũng hay giỡn, hay chọc á. Hay chọc người khác á. Đúng không? Thôi bây giờ nè, bên đây hai chàng trai đang buồn lắm nè. Buồn quá. Vậy em làm gì, em chọc cho người ta vui đi chứ bây giờ em nói không à. Làm câu giọng cổ hay là em làm tiết mục tấu hài? Các bạn nam bên đó thì có thể hát bài gì đó yêu cầu đi rồi em có thể đánh đàn đệm cho. Đàn theo yêu cầu. Rồi bây giờ em chọn bài gì, em hỏi thử, nói thử cho cô biết không bạn nè. Ơi, không biết là liệu bạn có thể đánh bài Có chàng trai biết lên cây được không ạ? Bài đó dễ. Bài đó dễ. Nhưng mình chỉ bài đó dễ. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong hầu như mất một thứ gì, đâu ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh quá, đâu nghĩ gieo tương tư đêm dài như thế. Đời muôn gió mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ nhìn lại hai thân phận khác sau tên người vẫn vậy. Vậy thì ra xa nhau là mất.
mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Wow. Vô nha, vô nha, vô nha. Trời ơi, năng lượng tích cực thiệt, công nhận cô gái này. Nói chuyện năng lượng tích cực, cả phim trường vui nhộn hẳn lên. Em hát luôn đi, em bây giờ em hát luôn đi được không? Rồi, em sẽ hát một bài. Rồi, một tràng pháo tay cho Uyên nha. Cái bài này là bài Tình Nắng Như Ly Cà Phê. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là em không nói. Và muốn anh là của riêng mình nhưng mà em lại sợ không nổi. Cho dù trái tim không đổi thì anh vẫn thương người ta hơn. Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi kia giờ đã sờn. Trái tim em hỏng lâu rồi, giờ có vợ nó cũng không sao. Điện thoại đang lóc trên bàn, bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Vẫn như mọi ngày, thôi anh rủ mình đi cà phê. Lòng này chợt bồi hồi, ồ thật ra tình yêu là thế. Đời bây giờ vốn khó, anh bây giờ là hoa có chủ. Gửi lời vào mây gió, đêm nay em hơi khó ngủ. Tâm hồn bỏ mặt cây bút, chờ Sài Gòn mưa xa lâu tạnh. Đôi mắt vẫn lờ Facebook, chỉ chờ một gió màu xanh thôi. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra. Từng lời hát em viết tặng anh, bay về đâu xa. Sao băng trôi ngàn tình ta, bao la chiếc hôn đầu. Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc, nhìn theo mà ngóng trông. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, giọng ca có thể cuốn hút. Dạ, bạn đàn hay với lại giọng hát bạn. Em rất là thích cái giọng hát của bạn, vì thật sự là cái giọng của bạn rất là dễ thương. Cùng với đó là nó rất là truyền cảm cái năng lượng với lại cái tình cảm của bạn đến cho mọi người. Thật sự là bạn hát rất là hay. Nghe mà kiểu như mình bị cuốn theo cái bài hát của bạn vậy đó. Có xí sao xuyến nào chưa? Chung là cũng có chút chút chị, có chút chút chị. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt, anh đã trao nụ cười. Có chút chút rồi ha. Chút chút rồi. Rồi, thế thì bây giờ Thiện sẽ giới thiệu luôn. Anh Thiện đang ngồi ở ghế màu đỏ nha quý vị. Điểm mạnh, điểm yếu của Thiện là như thế nào? Dạ thưa chị, về điểm mạnh của em thì nói chung là em là người hòa đồng, vui vẻ. Thêm nữa là em có chơi thể thao. Nói chung là bơi lội, gym hay là cầu lông, đá bóng gì em cũng có chơi hết. Trời, dữ vậy, chơi nhiều môn vậy đó hả? Dạ. Ngoài ra thì em cũng có biết nấu ăn một chút xíu. Trên này thì em ở mình cho nên là em cũng muốn nấu những món mà đỡ nhớ nhà mà. Khuyết điểm của em thì em hay quên. Nói hay quên thì thôi, chứ những ngày sinh nhật, những ngày kỷ niệm thì của bạn nữ chắc chắn em sẽ nhớ. À, em gái ơi, em gái ơi. Đây, bé mơ đỏ. Dạ, em nghe. Mơ đúng không cưng? Mơ. Dạ, vâng ạ, mơ. Rồi. Hồng mơ. Mọi người đều giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu rồi. Còn bây giờ em nè. Điểm mạnh của em là em có một tinh thần sống lạc quan, vui vẻ. Nói chung cũng được hưởng từ mẹ nên nó ăn cũng ngon. À, dạ. Thì em ở đây là ở với ai nè? Dạ em ở đây thì hiện tại em ở một mình và nuôi ba con chó. Ê, là ba cục vàng của em. Ba cục vàng của em. Hát hoặc là múa nhảy linh tinh ấy. Dạ em có điểm yếu đó là em sạch sẽ, em thích thơm tho vậy á. Em có thể lau nhà một ngày 8 cửa nhưng em không có biết, em không có tỉ mỉ. Có nghĩa là những cái góc ngách này kia là em không có chui vô á. Dạ. Rồi bây giờ quay lại với hai chàng trai của mình đây. Bây giờ mình đi vô chuyên sâu một chút xíu. Tình duyên của em như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em thì là trải qua một mối tình, quen nhau được 3 năm rồi. Lúc đấy là hai đứa đều tập trung vào đi làm kiếm tiền á. Thì cái thời gian dành cho nhau nó ít đi. Cùng với lại là công việc á, thì nó áp lực nhiều nên là dễ stress. Một phần là gia đình bạn nữ thì cũng không có muốn là bạn nữ ở trong đây, mà muốn bạn nữ về quê làm, không chấp nhận là quen nhau bằng tuổi ạ. Chết rồi, hôm nay chương trình là mai người lớn hơn tới 2 tuổi đó. Tại vì em cũng là vừa sinh viên ra trường thôi. Nhưng mà điều đấy em sẽ cố gắng trong vòng 1-2 năm nữa. Em sẽ chứng tỏ được bản thân cho của mình, cho bên người nhà của bạn gái. Để chứng tỏ rằng là mình đã là một người đàn ông trưởng thành và tự lập rồi. Nên là mong hai bác là yên tâm cứ giao con gái hai bác cho con. Rồi, Thế Quyên. Dạ. Em hãy tâm sự về những mối tình của em. Chất thì là có hai. Người yêu đầu tiên thì em quen thời đại học và chia tay vì anh ta đi xuất khẩu lao động. Đi nước ngoài. Dạ, đi Nhật. Kế tiếp là mối tình vô cùng ngắn, 1-2 tháng gì đó em không nhớ. 1-2 tháng.
mà giờ người ta cưới vợ rồi. Thì cũng có nhiều bạn nhắn tin hỏi em, nhưng mà kiểu như công việc của em á, nhiều khi rảnh nhiều khi bận, tới khi em rảnh em trả lời là người ta hết nhắn rồi. Người ta hết nhắn rồi. Cho nên là rút cái kinh nghiệm nè, khi người ta nhắn cho mình là người ta đang ngứa, mình phải gãi liền. Mình không chịu gãi, tới lúc người ta hết ngứa rồi mình gãi cũng vô dụng mà thôi. Cho nên các bạn trẻ cũng vậy, tình yêu là phải nắm bắt, và cơ hội nó chỉ đến một lần, ngay cả trong sự nghiệp cũng như trong tình yêu cũng vậy. Chứ không thôi là hút luôn, giống chị Tường á, nhớ đó. Kinh nghiệm xương máu đó. Đó, rồi. Phải thấy Tường làm gương nha. Phải rồi. Bắt chụp liền. Bắt chụp liền. Thiện, tình trường mình sao? Dạ thì tình trường của em thì em trải qua là hai mối tình. Một mối tình là hồi thời còn đi học, còn một mối tình là hồi năm 2018. Dạ cũng khoảng 2 năm mấy. Dạ lý do thì nói chung là có liên quan tới những người bạn của em nữa. Con trai hay con gái? Chắc chắn là con trai chị. Có nghĩa là cổ điện bạn nào của em phải không? Đúng không? Trời không ơi. Không phải gọi là địa, kiểu như là cái cách cư xử của họ là mình cảm thấy. Là em đó, cảm nhận được cái điều đó. Dạ đúng rồi. Và em tự chủ động chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Cô ấy không có giải thích, không có biện minh gì hết. Dạ có biện minh, nhưng mà lúc đó thật sự là em đã hết tình cảm rồi. Rồi bây giờ chuyện tình yêu em nè. Em cũng yêu khá sớm. Là em có 3 mối tình. Em có 2 mối tình rất trong sáng của thời học trò là lớp 8. Em quen được 1 năm rưỡi. Thì lúc đó thì khi mà em là cái người kiểu rất là chú tâm vào việc học nhiều á. Chú tâm việc học nhiều mà có 2 mối tình lớp 8. Dạ. Tôi không tin được cái chuyện đó. Em có thể tự tin là em học rất giỏi. Anh đó thì hơn em 3 tuổi thôi. Nhưng mà sau một thời gian quen thì khi em thi lớp 9, thi lớp 10 thì em muốn là tập trung vào để em thi vào cái trường của Vũng Tàu. Em nghĩ là em sẽ không có thời gian dành cho người yêu nữa. Em cắt hết mọi liên lạc. Ủa mà nó nghe là xí. Dạ. Là mối tình lớp 8 với lớp 10 đó là trong sáng hả? Dạ trong sáng hoàn toàn. Lúc đó có nắm tay không? Dạ có nắm tay chứ. Có hùng má không? Dạ không, lúc đó là trong sáng thực sự. À là nắm tay thôi. Dạ, đúng không? Em có thể khẳng định là trong sáng. Mà rung lập bập đó đúng không? Dạ. Tại vì chị biết em trong sáng mà tại em nói cái anh lớn em 3 tuổi sợ ảnh trong tối. Cái anh lớn em 3 tuổi sợ ảnh trong tối. Anh ngoài tối. À. Rồi, xong rồi cái mối thứ hai là em quen năm cấp 3. Tối chưa? Không, vẫn sáng. Vẫn sáng. Em chắc chắn là em sáng. À sáng. Quen nhau được 3 năm. Cho đến khi em lên đại học cuối năm 2015 thì gia đình của em bị vỡ nợ. Thì em phải em muốn đi làm để em kiếm tiền cho cha mẹ, cho gia đình. Thì em thấy là cái thời gian không có còn dành cho anh nhiều nữa, và cái bước đi sắp tới thì có vẻ là có lẽ là sẽ không có đồng cảm được cho nhau. Nên là em nói là thôi hay là mình dừng lại. Dạ. Còn gần đây nhất thì là một mối tình của em quen 4 năm, cũng có đặt ra cái luật là bây giờ nó ăn chắc chắn như vậy rồi thì hai đứa mình cùng nuôi một con heo. Khi nào ai mà bội ước trước, con heo thuộc về người còn lại. Được. Ai bội ước trước là người kia phải được đền bù. Dạ đúng rồi. Cuối em cùng. Muốn cái gì nó cũng phải có ý nghĩa nó như vậy. Thì để hai cùng cố gắng thì đến đến nhưng mà trong lúc nuôi con heo là con heo nuôi nhà ai? Dạ con heo nhà em. Đúng rồi, em thông minh lắm. nhà em có chó nên nó giữ nó giữ được. Xong rồi thì sau đó nếu nào? Trong bức tranh tương lai của anh có em thì hai đứa mình cùng kiếm tiền, cùng mua nhà, cùng mua xe. Và có một cái kết quả thật là đẹp. Rồi thì anh thì chưa sẵn sàng thì em kêu là vậy thôi. Rồi. Hai đứa mình dừng lại cho nhau cơ hội mới. Hả? Ủa gì kỳ vậy? Đang coi nuôi con heo về đâu? Con heo thuộc về em. Con heo được bao lớn? Con heo đó cũng ít triệu, ít chục triệu á chị. Wow. Hay. Em đầu tư trong việc kinh doanh của em. Ê cái chiêu này tôi thấy được nha chị em phụ nữ mình. Cái này mình rất là sòng phẳng đúng không? Có chiến lược. Em thấy sao? Em thấy chiến lược này ổn không Thiện? Có chiến lược, có đầu tư. Nhưng mà rõ ràng là đâu có này đâu có gì đâu. Cái này rõ ràng là mình muốn tiến tới hôn nhân rồi thì mình nuôi. Chị rất ấn tượng với cái chiến lược của em. Chị ưu tiên cho hỏi em luôn. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái người bạn trai cái mẫu như thế nào cưng? Em thì có một cái mẫu đó là thứ nhất là cao trên 1m7. Em lùn nhưng mà em thích người cao để em cảm giác được bảo vệ. Cao, to, cao. Đen cũng được. Tại vì em trắng mà em đứng cạnh cũng trắng hơn sao hết. Nhưng mà không có hôi. Đen to cao không hôi. Phải thơm. Cái thứ hai nữa là sống có trách nhiệm và yêu gia đình. Cao mét mấy? Em cao 1m73. Có hôi không? Không. Đặc biệt là không có mùi cơ thể. Thơm phải không? Những cái tiêu chí bạn gái đưa ra thì em thấy em có thể đáp ứng được. Rồi tiêu chí của em thì sao? Em thì nói chung là cần một người bạn gái là yêu thương gia đình, là nghiêm túc trong tình cảm. Ví dụ như mà mình muốn xác định một cái gì đó là mình phải
thống nhất với nhau, kiểu như là à phải có chia sẻ nhau chứ đừng có giấu khư khư, giấu cảm xúc. Cái gì em có thể chấp nhận được chứ đừng có im lặng. Nhưng mà chốt lại một câu nuôi heo không? Nuôi heo thì vẫn nuôi heo. Rồi. Em vẫn đang nuôi heo mà. Không, nuôi heo chung á. Dạ được. Trong thời gian nuôi heo, heo bạn gái giữ. Dạ rồi, ok, cái đó không vấn đề. Đó, rồi chốt. Thế em luôn biết Quyên, mẫu hình tượng của em sao? Em thì không có quan trọng bề ngoài lắm, nhưng mà cao có. Cao có. To. To luôn. Tại vì em cũng... Rồi, em cũng bự con rồi đúng không? Đúng rồi. Em cao nhiêu? Dạ, 1m6. À, kiểu như bạn không cần phải đẹp nhưng mà kiểu như là có một cái chất riêng là được. Riêng lắm, ở đây anh nào cũng riêng hết á. Tính cách thì em mong bạn kiểu như là rõ ràng, thành thật. Khi mà trong một mối quan hệ thì nói chung là phải tin tưởng nhau. Rất là thích lãng mạn. Rất thích lãng mạn. Mình thật sự là mình cũng hay coi phim tình cảm lãng mạn mà mình cũng là người hơi xến một tí. À. Thì không biết là mong là mình có thể hợp được với bạn. Rồi, hy vọng vậy. Mọi sự gọi ở phía trước, nói không là phải chứng minh nữa. Giờ cao mét mấy? Dạ, cao mét 75 ạ. 75, được. Cao rồi nè. Rồi bây giờ chuẩn mẫu người lý tưởng của em là sao anh? Dạ, dạ, bạn gái em chỉ cần là dễ thương. Thứ nhất là ngoại hình dễ thương, đảm đang. Một người có thể kiểu như là hiểu tính người lớn, hiểu ý người lớn. Ví dụ như là qua nhà, ví dụ như em có dắt bạn qua nhà thì ví dụ như bạn có thể là vô trong phụ với lại mẹ hoặc là các cô của em phụ nấu ăn đúng không? Dạ, đúng rồi. Em thích một con gái như vậy, kỹ tính. Thế bây giờ mình sẽ quay lại với hai cái vị trí của người thân của các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Chị Tường với anh Đạt chào tất cả các bạn đang theo dõi qua màn hình. Xin chào. Chào. Rồi bây giờ mình sẽ ưu tiên bên đây có người lớn nè. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Dạ cô tên gì vậy cô? Con mẹ của Mưu. Dạ. Rồi cô ơi, cô có điều gì muốn chia sẻ về con gái của mình không cô? Mẹ em ngại quá đây nè, em nói với mẹ em nha. Dạ em mơ. Rồi. Vậy thì được. Rồi mời em. Mơ phải nói là một người rất là mạnh mẽ. Ở nhà thì dễ thương thì nhiều bây giờ thì không biết, nhưng mà khi mà ra đường hàng rất là không có như người đàn ông vậy đó. Nên là bất cứ chuyện gì mà xảy ra là mơ cũng cái đặc tính là nhỏ rất là khá mạnh giải quyết mọi vấn đề. Đó. Yeah. Hôm nay cô với em gái thì mình theo dõi nãy giờ có hai chàng trai của chương trình là Thiện ngồi ở ghế đỏ, Quang ở ghế màu xanh. Thì không biết là gia đình mình thấy là anh nào sẽ phù hợp với Mơ? Bạn ghế màu đỏ. Bạn ghế màu đỏ là bạn Thiện. Màu đỏ. Dạ. Yeah. Đồng ý với chị của Mơ. Vậy là nãy giờ hai mẹ con có bàn rồi. Sao tự nhiên nghe mẹ với lại chị mà tự nhiên em rưng rưng nước mắt vậy Mơ? Khóc vậy? Nhớ mẹ hay sao? Dạ không, tại vì lâu không gặp rồi. Ý là không phải lâu không gặp, ngày nào cũng gọi. Nhưng mà ý là tự nhiên gặp một cái khung cảnh khác á. Nhắc đến gia đình thấy tự xúc hào động thôi, đúng không? Xíu, sao? Không buồn, tự hào. Điểm yếu lớn nhất của em đó chính là gia đình của em. Như vậy rất là tốt, một cô gái rất đầy cảm xúc. Dạ. Rất là đồng cảm với em ha. Rồi bây giờ cho Thiện chào bác gái chút nè. Dạ con chào cô với chị của em Mơ. Chào con. Dạ. Hiện tại là cô với chị là đang ở Vũng Tàu à? Đúng rồi. Gia đình Mơ ở Vũng Tàu hết. Thì đến thời điểm này chắc cũng hơn nửa năm rồi Mơ chưa về nhà. Rất là nhớ. Dạ em hy vọng là đợt Mơ về nhà gần nhất là có em về chung với mọi người. Wow. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn em gái nha. Ở nhà đông quá kìa, có bà gì nữa? Có ông chú nữa phải không? Hàng xóm em. Hàng xóm, hàng em xóm. Trời ơi, cả xóm qua coi luôn hả? Trời ơi. Em có người yêu mà cả xóm em để ý luôn. Áp lực nặng nề quá. Bé gái, chào em. Em chào anh Đạt, em chào chị Cát Tường và các bạn khán giả đang lên chương trình ạ. Em là chị Trang, bạn thân của Nguyên ạ. Em nghĩ là bạn Quang sẽ là một người có cùng chí hướng với Nguyên. Bạn có sẽ có kỹ năng nói và Uyên thì rất là thích nghe những cái lời của bạn. Rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhiều. Rồi, dạ, em cảm ơn. Rồi quay qua lại hai bạn bên đây, nhận xét của hai em về hai bạn gái hôm nay như thế nào? Dạ em thấy Mơ thì rất là dễ thương. Thì nhưng mà bạn Quang của em thì bạn không thiên về là bạn không thích dễ thương nhiều lắm. Dễ thương được.
Ủa ngộ vậy? Quang à, thiệt không? Quang thích gì hả Quang? Em thích vừa phải hả? Dạ không. Bạn thân với nhau nhiều khi sau trận này là hai đứa giận nhau luôn á thì. Nhưng mà theo em thì bạn ghế đỏ hay là ghế xanh sẽ phù hợp với Quang hơn? Dạ, bạn ghế xanh hơn. À, bạn ghế xanh. Vì sao? Bạn Quang thì vui tính, bạn nữ thì bên kia cũng có vẻ là hơi lành một chút xíu nên hơi lành. Bạn có thể hợp nhau và cái tính như đấy, lúc nào cũng cười nói. Ý em nói là bạn Quyên ở đây là dễ thương vừa phải thôi, chứ không phải dễ thương quá đúng không? Là em thẳng tính vậy đúng không? Dễ thương vừa phải thôi. Giờ là em dễ thương quá đó. Nhưng mà về cái phần dễ thương là chắc nó đùa với chị. Đùa. Em thích rất dễ thương đúng không? Dạ đúng rồi. Không ai mà thích cô gái dễ thương lắm thôi. Thích dễ thương vừa. Ông bạn này cũng đâm bang lắm nè. Rồi, được rồi, thôi cảm ơn hai em rất là nhiều. Ê bây giờ tính qua tính lại thiệt thòi nhất là Thiện ha. Hôm nay người thân em đâu? Dạ, người thân hiện tại là đang ở nhà quê rồi chị. Nhưng mà nãy giờ hỏi thiệt là trong lòng em đã có sốn sang, có rung động chút nào chưa? Dạ, nghe bạn nữ ghế đỏ dễ thương quá thì em cũng đang tò mò. Và bây giờ hai chị em mình còn chần chờ gì nữa? Chần chờ gì nữa? Mở cửa trái mở tim. Mở cửa chứ không thôi điện nó bắn trúng hai chị em mình. Yeah. Khóc sưng mắt sưng mày hết trơn ha. Dạ đâu. Tới giờ đây thì mình có hai cuốn sách để tặng. Và tặng tâm hồn cho tình yêu mình gửi. Dạ, cảm ơn. Gửi. Đó, thấy chưa? Những người đàn ông. Wow. Có một món quà, thì mình có mua tặng một cái lắc chân. Thì món quà này có ý nghĩa là ví dụ là khi mà mình đã xác định thành đôi á thì chắc chắn là mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Thì không biết là liệu mình có thể đeo cho bạn được không ạ? Rồi bây giờ em giơ chân lên cho đeo hay sao? Bạn đứng ngồi xuống. Dễ thương quá ha. Đeo vô là coi như bị trói chân đó, em hiểu không? Hiểu hàm ý của nó không? Không chạy đâu. Chắc bạn không có ý đó đâu. Có ý đó đó. Em đoán là không. Chị đoán là có. Dạ. Ừ. Khóa lại luôn, quăng chìa khóa luôn. Wow, đẹp quá nha. Cảm ơn bạn. Trời ơi, coi như là cảm ơn em. Rồi. Cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? À, bạn Thiện thì không như em tưởng tượng, bạn Quang thì em có hình dung ra. Thế còn em sao? Qua Mạnh mới vừa mở cửa một cái là qua tặng lắc cho người ta liền. Dạ, tại vì cảm xúc như thế nào? Dễ thương quá nên là bắt đầu bị cuốn vào tiếng hát của bạn ạ. Sao băng trôi ngàn tình ta bao la chiếc hôn đầu. Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn theo mà ngóng trông. Thì ra yêu là thế. Và khi mở cửa ra có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng có. Rồi giờ mơ, cô gái mộng mơ hay khóc? Dạ. Mở cửa trái tim ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ thì hai bạn khá là sáng ấy ạ. Sáng sạch sẽ. Không hôi. Vệ sinh. Không phải giờ chị ngồi đây rồi, nếu mà có hôi là chị nghe rồi. Dạ. Mũi chị thính lắm. Mà rồi. Em có quà muốn tặng hai bạn. Tặng đi. À, dạ. Được. Dạ. Hai món quà hai hộp này khác nhau đó nha. Quà hộp bự hơn. Đó. Mình được mở. Khui đi, khui đi em. Dạ, khui quà. Dạ, đây đó chính là cái máy xông tinh dầu mini. À. Em bán hả? Em bán hả? Dạ không có, không có. Tại anh vì tính do quảng cáo cho em luôn rồi đó. Anh tính là ở nhà của em thì cũng có cái máy xông tinh dầu thì à. sau một ngày làm việc ấy, khi mà mình về nhà thì mình bật lên ấy, cái mùi cộng thêm mùi thảo mộc nữa là mình cảm thấy nó rất là thoải mái, ngủ ngon. Và đó chính là tượng trưng cho mơ. À. Nhưng mà nói nghe nè, tại sao hai món quà giống nhau mà hai cái hộp khác nhau, là có chủ đích hay là vô tình hay là cố ý? Bự hơn cho bạn, có thể là bạn nam tương lai của em. À, tất nhiên người ta có ý nha. Nhưng mà còn em vui vui lắm, nhưng mà khi mà bạn mệt mỏi thì em sẽ tâm sự với bạn như một người phụ nữ trưởng thành. Bạn yên tâm. À, giờ tới hỏi em nè. Dạ. Tặng hai cuốn sách của hai bạn đó là khác nhau hay giống nhau?
Dạ khác nhau ạ. Một cuốn là viết về tình yêu và một cuốn viết về cuộc sống. Nói chung là bạn nữ ngồi ghế đỏ thì em tặng về tình yêu. Có cơ hội cho hai đứa thì em sẽ dẫn em về nhà anh chơi. Dạ em sẵn sàng. Em uống bia rượu được chứ hả? Ờ trời trời, chưa gì đủ đi nhậu rồi. Một thùng. Trời ơi, một thùng. Một thùng. Em uống một lon, bạn nam còn lại 23. Dễ thương quá trời. Có chiều sâu, có chiều sâu. Nếu uống về người khác không được thì uống về em thì anh sẽ uống được. Uống về em thì anh sẽ uống được. Chà, tôi thấy sao mình thính nó bay lia lịa vậy ta. Giờ MC có cần ngồi đây không? Vì em anh sẽ sai hả? Rồi ok, bây giờ tôi ưu tiên từng cặp một nè. Ưu tiên em đó. Cho mình hỏi bạn ghế đỏ là có bao giờ mà hay giận vu vơ không? Thì cái đó thì không ạ. Em là cái người, tại vì em cũng rất thích sự bình yên ấy, nên có gì em thích thì em sẽ nói. Em không thích thì em sẽ nói luôn. Nếu như em sai, em xin lỗi, em biết ơn, em sẽ cảm ơn. Chứ thật ra thì im lặng nó chỉ giúp cho cái mối quan hệ nó bị xa nhau ra hơn thôi. Thì như vậy thì thôi, thà cắt đứt luôn. Ê, tính ra vậy cũng dễ hiểu mà, dạ, đâu có khó hiểu đâu ha. Cái kiểu của em như là có bất cứ chuyện gì thì mình cũng phải chia sẻ với nhau thì nó sẽ giải quyết vấn đề nó dễ hơn. Dạ đúng rồi, em sẵn sàng. Em có cái kiểu là em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại không? Dạ không. Dạ rất là nhiều người hiểu lầm em vấn đề đấy luôn á. Kiểu giống như em nói thật là như vậy nhưng mà họ không tin. Nghĩa là em đuổi đi luôn mà họ không đi. Em là thẳng đúng không? Con gái nói có là có chứ không phải con gái nói có là không đúng không? Dạ. Em muốn hỏi bạn là bạn có nóng tính không? Tại vì khi mà tranh luận ấy, em không có thích bị ai la ai mắng hết. Em chỉ thích được nghe nó nhẹ nhàng thôi. Hai người cùng nóng thì tất nhiên là có những lời nói sẽ phát ra mình sẽ nghe không lọt tai. Cho nên là lúc đó phải có một người nhịn. Thiện là đang kiểm soát cái cảm xúc của mình. Đang cái tập thói quen kiểm soát nó. Là đang tập thói quen luôn. Vậy là trước giờ có nóng. Có. Đúng rồi, có nóng. Thẳng thắn. Cảm thấy được. Sợ hãi. Sợ hãi hả? Có ở đâu sợ hãi, người ta tên Thiện. Đâu rồi, em trả lời câu hỏi đó của người trả lời câu hỏi đó luôn. Em thì nói với người yêu của em á thì em cực kỳ chiều chuộng. Là em đa phần là em sẽ hiểu được người ta đang muốn gì. Về cái vụ mà nổi nóng với người yêu thì em chưa bao giờ có hết. Bạn nữ ơi, không biết là bạn nữ có ngại một chuyện là mình có bạn thân khác giới không ạ? Phân biệt rạch ròi giữa bạn thân và người yêu như thế nào? Về bạn thân khác giới và người yêu thì hai cái đó đều là phân biệt rạch ròi hết. Nó chỉ dừng lại mức bạn mà thôi. Không bao giờ được đi quá lên cả. Thì người yêu luôn là đặt trước bạn bè. Bạn nữ, bạn không có phân biệt rạch ròi như vậy, bạn nó không thích. Em rạch ròi nhưng mà bạn thân của em không rạch ròi thì làm sao? À không, từ khi bắt đầu chơi với nhau là em đã xác lập mối quan hệ là nó chắc chắn nó phải sẽ như vậy và không thể nào đi quá hơn được cái mối quan hệ đấy nữa. Rồi thí dụ như bây giờ là em đang có một người bạn thân, bây giờ em có một người yêu, nhưng mà rồi cái cô bạn thân nó cũng không thích người yêu của em, rồi cái cô người yêu của em cũng thích cô bạn thân của em luôn, rồi em tính sao? Dạ đầu tiên là phải hỏi thử xem là hai người đang ở không thích nhau ở điểm nào. Nếu như mà có bất kỳ tính gì mà bạn thân em là nó không được với yêu là em phải bắt bạn thân em sửa trước. Còn người yêu em có thể không sửa cũng được. Tại vì em thích những điểm đấy. Tại vì em thích những điểm đấy. Okay. Em muốn hỏi hai bạn nam. Rồi hỏi đi. Hai bạn biết nhậu không? Sắp nay ai cũng đòi nhậu nữa. Đủ đi nhậu nữa. Mình trả lời trước tại vì mình là gốc miền Tây á. Nên là không biết nhậu là dở lắm. Nhậu ủ đế không à? Mình đi nhậu thường đi nhậu với bạn bè. Còn về khách hàng là chỉ là đi gặp mặt nói chuyện và trao đổi công việc thôi. Ví dụ như nếu như mà mình hỏi mà yêu ok thì ok mình sẽ dắt đi theo. Ví dụ nếu như cây cả yêu muốn về sớm mình cũng sẽ từ chối cuộc nhậu và mình đi về trùng luôn. Đó. Bây giờ chị Tường sẽ nói về cái luật lệ của chương trình. Các bạn nãy giờ lắng nghe nhau nhiều rồi, hiểu nhau hết rồi nha. Có điện hay không được các bạn cũng tự đo được cảm xúc của mình rồi. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn thì bên hông nó sẽ có hai cái nút bấm. Nếu mình thích chàng trai hoặc là cô gái ở cái chiếc ghế màu gì thì bấm đúng vào cái màu đó mà mình lựa chọn. Mời các bạn nhắm mắt lại, hướng mắt rồi về phía máy quay. Đặt tay lên nút bấm nè. Và bây giờ chúng ta hãy đến với khoảnh khắc quyết định. Nhắm mắt lại và nghe nhịp đập con tim của mình. Các bạn có 5 giây. 5 4 Em muốn hỏi bạn là bạn có
nóng tính không? Tại vì khi mà tranh luận ấy, em không có thích bị ai la, ai mắng hết. Em chỉ thích được nghe nó nhẹ nhàng thôi. Hai người cùng nóng thì tất nhiên là có những lời nói sẽ phát ra mình sẽ nghe không lọt tai, cho nên là lúc đó phải có một người nhịn. Thiện là đang kiểm soát cái cảm xúc của mình, đang cái tập thói quen kiểm soát nó. Là đang tập thói quen luôn. Vậy là trước giờ có nóng. Có. Đúng rồi, có nóng. Thẳng thắn. Cảm thấy sợ hãi. 3. Hai. Dạ, bạn đàn hay với lại giọng hát bạn. Em rất là thích cái giọng hát của bạn vì thật sự là cái giọng của bạn rất là dễ thương. Cùng với đó là nó rất là truyền cảm cái năng lượng với lại cái tình cảm của bạn đến cho mọi người. Bạn nữ, bạn không có phân biệt rạch ròi như vậy, bạn nó không thích. Em rạch ròi nhưng mà bạn thân của em không rạch ròi thì làm sao? À không, từ khi bắt đầu chơi với nhau là em đã xác lập mối quan hệ là nó chắc chắn nó phải sẽ như vậy và không thể nào đi quá hơn được cái mối quan hệ đấy nữa. 1. Bấm. Tang 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 tang. Ê nó nghe nè, hồi nãy mình có hồi đầu hay không? Quyết thắng. Quyết thắng. Yeah. Quyết thắng. Dạ. Thấy chị Tường nói hay không? Thiệt mình đồ đôi hay không? Đồ đôi. Hai cặp đôi đứng lên các em ơi. Dạ. Các em ơi. Bây giờ mỗi chàng trai hãy tìm về với vị trí cô gái của mình, dắt cô gái về ấy. Rồi, đó. Tự động. Trời ơi, một chàng có tay ngày hôm nay vui quá. Lâu lắm rồi mới có cảm giác là có hai cặp đôi thành công và cùng bấm nút tại chương trình. Nắm tay nhau đi các bạn. Chúng ta bây giờ đã là những cặp đôi rồi. Là cùng nhau trong tay đi suốt con đường, là cùng trao cho nhau ngọn môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Cảm xúc của Thiện bây giờ như thế nào? Bạn nữ hơi run. Bạn run quá rồi chứ ha. Không, anh không biết là từ trước tới giờ em đã trải qua những gì, nhưng mà từ ngày hôm nay về sau thì anh mong là anh sẽ được đồng hành cùng em. Wow. Cặp này thì nãy giờ tôi nghe rồi, xỉu lên xỉu xuống rồi. Dạ, thật sự là hôm nay là rất là vui khi mà cuối cùng em được ghép đôi với bạn nữ. Em mong là mình sẽ có thời gian tìm hiểu nhau, cùng với đó là sẽ bước tiếp trên đường tiếp theo. Tại vì thấy em, thấy bạn nam cũng dễ thương. Với lại kiểu như cảm giác bạn có sự phân biệt rạch ròi giữa tình bạn, thì nên em chọn bạn để sau này có thể hai đứa tìm hiểu. Bao giờ hai chị em hôn nhau cái cơ nè? Dạ không. Dạ không. Tai ta đẹp vậy mà không hôn? Em vẫn còn ngại á. Ngại. Nên là xác nhận tìm hiểu bạn thôi. Trời ơi, cần cái gì? Đây, mời hai em. Ôm một cái thì chứ đừng có hôn. Hôn tai thôi mà. Rồi ôm nè. Một cái ôm. Ôm. Có hôn không? Không, không. Không có hôn. Rồi. Quy định khi mà đến với chương trình nha quý vị, trước khi đăng ký tham gia chương trình thì phải hiểu rõ. Khi chúng ta đã bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò, bấm rồi thì phải nắm vô và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Đó, phải tìm hiểu nhau để mà có thể phát triển nhiều hơn nữa trong cái tình yêu. Có tin vui thì báo với chương trình. Rồi, và đây là phần quà dành tặng cho các bạn tham gia chương trình nha. Quốc Việt Food xin gửi tặng cho mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ. Xin mời hai em. Đây, tặng cho em. Giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chương trình còn dành tặng cho các bạn 1 năm sử dụng nước rửa chén Homey cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tai. Đây, gửi tặng hai bạn nha. 1 năm sử dụng. Và bây giờ thì chương trình cũng chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Nhãn hàng John hân hạnh tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy 2-in-1. Đây, tặng em luôn. Dạ, chưa hết đâu. Và điều đặc biệt đó chính là nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một sẽ tặng cho các bạn 2+1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình và chúc cho các bạn sẽ có những khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật là vui, thật là thú vị, và chúc sức khỏe cho tất cả chúng ta.
Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media. Kính thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.